Mến chào quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của Tình Vlog. Hiện tại Tình đang có mặt tại núi Cấm An Giang. Hành trình lang thang của Tình hôm nay có chuyến về núi Cấm An Giang, thì Tình được biết của bác anh chị có chia sẻ với Tình một người đàn ông sống cách biệt với thế giới bên ngoài suốt hai mươi mấy năm. Trong suốt hai mươi mấy năm sống ở trên rừng thì anh đã từng làm những công việc như là đi săn. Bà con cô bác anh chị sinh sống gần đây hay đặt cho anh với cái biệt danh là anh thợ săn. Và trong suốt hai mươi mấy năm săn bắt ở trên rừng, anh đã từng chứng kiến những câu chuyện tâm linh rất là rùng rợn. Đặc biệt là anh đã từng thấy một cô gái đốt đèn dầu, rồi những cái loài thú lớn ở trên khu vực lân cận núi Cấm này. Thì ngày hôm nay Tình có mặt tại đây, Tình xin phép chỗ người anh này chia sẻ những câu chuyện tâm linh cũng như là những loài thú lớn mà anh đã từng thấy ở trên khu vực núi Cấm. Dạ con chào chú ạ. Có gì nói tạc. Dạ được sự chia sẻ của quý chị bà con cô bác về chỗ. Dạ mắt sạch rồi, mắt sạch rồi. Dạ. Sạch miếng trên nữa. Còn sạch hả chú? Ừ. Dạ. Còn trên chưa sạch, mới sạch gọn dưới. Này là mình sạch gì thưa chú? Sạch bắp. Dạ. Bắp nhà. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi hả chú? 44. 44. À vậy con gọi chú là đúng rồi. Nghe bà con cô bác chia sẻ anh còn trẻ, gọi là anh thợ săn đó, nên con tưởng đâu chú còn nhỏ tuổi ạ. Vậy thôi chú sạch đi, khi nào chú rảnh rồi chú cháu mình trò chuyện ha. Dạ. Dạ. Lúc sớm vô thì bà con cô bác anh chị chia sẻ người chú này á với cái tên là anh thợ săn, nên mình nghĩ là người chú này còn nhỏ tuổi với cô chú anh chị, nên lúc nãy mình giới thiệu là anh, nhưng mà thật sự là chú năm nay cũng đã lún tuổi rồi, 44 tuổi rồi, nên Tình xưng hô là anh cho nó trọn vẹn nghĩa tình đó bà con cô bác anh chị. Hiện tại chỗ người chú này đang đi xịt những cái luống bắp, để tí xíu nữa chú xịt xong thì mình sẽ trò chuyện với chú để chú có thể chia sẻ lại những câu chuyện tâm linh cũng như là những loài thú lớn khi mà đi săn bắt ở trên rừng chú đã từng gặp. Xong rồi hả chú Tư? Đâu? Buổi chiều ở đây vắng vẻ quá hả chú Tư ha? Chiều ở đây đâu có ai đâu. Dạ. Tại vì ở núi này cũng không có nhiều người. Chú Tư sống ở trong khe núi này được bao nhiêu năm rồi chú Tư? 20 mấy năm rồi, 23 năm rồi. 23 năm rồi. Ừ, 23, 24 năm rồi. Rồi chú Tư có vợ con nhiều không chú Tư? Không. Ồ. Chú Tư chưa có vợ con luôn? Chưa. Sao không cứ vợ đi chú Tư? Thôi ở vậy cho nó khỏe. Chèn đét thôi, ở trong này một mình ban đêm buồn bã lắm chú Tư. Cứ vợ về hủ hỉ rồi có em bé rồi. Vậy sống mình cho nó khỏe hơn. Dạ. Ở đây buổi tối chắc mình đốt đèn dầu chứ đâu có đèn điện đâu hả chú Tư? Không, đèn dầu không ạ. Dạ. À, tối cũng không có đốt đèn á, ít nào đốt đèn á. Ngủ thầm vậy không hả chú Tư? Ừ, ngủ chiều tối để cho không có đốt đèn ngủ nó khó ngủ. Mèn đét thôi, giờ ngủ vậy sao dám ngủ chú Tư? Ừ. Sao dám ngủ? Bình thường, mình đâu có sợ gì đâu mà không dám ngủ. Ê, thấy vắng vẻ rồi, không có đèn mà tối ngủ thầm vậy. Chàng ơi, chú Tư đúng bản lĩnh của một anh thợ săn luôn ấy. Chứ nếu mà cho con ngủ đây thôi, thà con đi ngủ ngoài công viên chứ không dám ngủ đây đâu. Sợ chứ. Chú Tư nghĩ đi, toàn bộ khu vực xung quanh ở đây nè, toàn là rừng rú không à, ít có nhà. Rồi ban đêm thì dễ gì có ai đi lại cái khu vực này. Ban đêm chắc mình chỉ nghe tiếng ếch nhái đồ kêu thôi chứ. Có khi cũng có lâu lâu cũng có nghe tiếng con này con kia hú. Ồ, ban đêm có tiếng con này con kia hú luôn hả chú Tư? Đó. Ở đây ban đêm mà thú là thú gì thưa chú Tư? Nghe mấy con cái đó không biết con chim gì mà ban đêm hắn kêu mình cũng không biết được. Chắc chim cú quá chú Tư. Không, chim cú biết. Rồi mang kêu tác rồi đó. Mang nãy gì chú Tư? Mang mển mình á. Mang con mển giống như con bọ phải không chú Tư? Ừ. Núi này nè.
nó kêu hoài vậy. Lâu lâu một đêm đó, chắc nửa đêm nó kêu đó. Nhưng tao nói nó ăn nó ỉa không ra đó, nó tát la. Ban đêm cái không gian nơi đây nó vắng lặng như vậy, mình nghe tiếng kêu nó chắc quýu luôn hả chú Tư? Ừ, cũng bình thường, mình quen rồi. Núi mình quen rồi. Lúc nãy chú Tư có chia sẻ với con là ban đêm có tiếng chim nó kêu ấy, mà mình không biết là chim đó là chim gì luôn hả chú Tư? Không biết, chim không biết chim gì, nó kêu rợn ốc. Rợn ốc hả chú Tư? Cái tiếng kêu của nó so với tiếng kêu của chim cú với cú mèo như nào nó ghê hơn chú Tư? Mấy con chim nó kêu, không con chim nào kêu ghê chứ. Có con chim này nó kêu rợn ốc. Mèn đét ơi. Cũng như người ta nói chuyện thì. Gì ghê vậy chú Tư? Ừ. Chim nó bự vậy nè. Cỡ 2-3 ký à. Mà cũng như nó chuyện thì xì 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 nó kêu. Chú Tư đã từng nhìn thấy con chim đó rồi luôn hả chú Tư? Thấy nó ở bên bóng xài đó, nó ăn bóng xài bằng đêm á, vỗ đèn thấy. Chắc chú Tư nghe nó kêu, cái chú Tư cũng tò mò đến để mà coi xem con chim gì đúng không? Coi cái gì? À. Ma gì không? Mình vội đèn thấy. Chèn rét thôi. Chú Tư, tưởng ma mà đến nỗi xách đèn đi vội đi xem luôn hả chú Tư? Vội xem coi, mình coi mình thấy cái gì mà mình biết. Vội thấy người thì nói chim vũ thạch đấy. Gì chim gì? Vũ thạch hả chú Tư? Ừ, chim vũ thạch. Người thì nói chim gì? Chim heo. Chim heo. Một người nói chim vũ thạch, người nói chim heo, người gặp cỡ 3 cái 4 ký á. Đó. Nó ăn là nó ăn cái gì thưa chú Tư? Không biết. Dạ. Không biết. Chỉ nghe nó kêu thôi hả chú Tư? Kêu. Dù gì dù gì vũ thạch. Nó là bằng đêm mà ngủ mình ai nhát không dám ngủ đâu. Đến nỗi bây giờ con ngồi con trò chuyện với chú Tư mà con nghe chú Tư chia sẻ là nó ban đêm mà nó kêu xù xì giống như tiếng người nói là gan tiếng người ta luôn. Dạ. Xù xì. Là con đủ quý rồi đấy chú Tư. Ở từ đây một tới đó xa lắm đó, chứ cũng mấy cỡ 100 mét á, mà đám xài bên đó đó hả chú Tư? Có 100 mét á, hơn 100 mét chứ. Mà nó kêu đến nỗi mà bên này mình nghe luôn hả chú? Nghe bằng lọng luôn á, mèn đét thôi. Sao chú Tư bản lĩnh dữ rồi, chú Tư nghe tiếng kêu mà dám xách đèn qua bên đó xem coi. Mình quen đi đồng, quen với đi núi quen rồi. Dạ. Thấy cũng bình thường. Nó đi theo bầy hay là nó đi có một mình đó hả? Một con một thôi hả chú Tư? Con một. Tính ra cái âm vang của con chim đó nó xa hả chú Tư? Ừ. Cách nhau 100 mấy mét mà mình nghe tiếng xù xì. Nghe xù xì đi lại gặp, tưởng nó con gì. Ăn con chim bay lên không biết. Đi coi ma nào mà nhát. Mèn bét ơi. Mà ở đây cũng người ta cũng bị ma nhát hoài gì mà tôi không có sợ. Thế ở đây ai bị ma nhát thưa chú Tư? Mấy người ta đi bằng đêm về ngang đường này nè, bị nhát dưới gốc lốt đó. Ở dưới cây thốt nốt này hả chú Tư? Ừ, thốt nốt này nè. Thì dạ. Ta thấy đốt đèn dầu mà đi lô lét. Mèn bét thôi. Đi ngang qua đây. Qua bên cái chòi bên đây nè đi. Mà gặp 2 lần đi xuống không thấy người. Tới lần thứ 3 cho coi người ta đi sao. Đi ngay vô chòi của con già dưới đó. Rồi ông bỏ ông chạy cũng la làng luôn. Chuyện ơi. Là chú Tư đã từng nhìn thấy người đốt đèn đó. Đốt đèn đi 2 lần rồi. 2 lần mà không thấy người. Không thấy người. Lần thứ 3 là để coi đi sao. Dạ. Là thấy đốt đèn đi qua cái chòi phía bên đó hả chú Tư? Ừ, người ta đi ngang, mình trên đi xuống mình thấy. Đi xuống thử dắt đó cũng có 7 giờ mấy tối rồi. Rồi cái người chủ chòi bên đó sợ bỏ chạy luôn hả chú Tư? Bỏ chạy về luôn, nghỉ ngủ luôn. Rồi ở đây có mình ngủ. Thế hôm chú Tư, lần thứ 3 chú Tư quan sát thử coi ai đi qua bên đó, chú Tư có nhận diện ra được cái người mà đốt đèn đó là nam hay nữ không thưa chú Tư? Không thấy. Thấy cái đèn không? Dạ. Tại vì mình xa quá xa, mình đi xuống chưa tới người ta mất tiêu rồi, có thấy ai đâu. Dạ. Nói tưởng nó ăn trộm gì không, ai ngờ đi 2 lần. Thấy 2 lần, 2 lần tới lần thứ 3 đi ngay vô chòi con già đó. Ông nó lạc luôn. Là đi vô chòi nhát nhát con già đó hay gì? Dạ, nhát người chú trong chòi đó. Ừ. Chạy la làng luôn hả chú Tư? La làng luôn rồi. Thấy gì ông nghỉ ngủ luôn. Rồi mà ở đây ngủ ên có gì đâu. Hiện tại chòi bên đó giờ cũng không ai ngủ luôn hả chú Tư? Không. Mình biết thôi. Thế hôm đó chú Tư có hỏi người chú bên đó là thấy ai mà chạy dữ vậy không chú Tư?
có hỏi ông cái gì mà ông chạy ông lai ma nhát chứ gì, dân tộc người ta sợ ma vậy. Dạ. Mình cũng sợ gì đó, mình cũng bình thường. Để đi chỗ trời đó cũng mấy nè có chục năm trước đi liền liền, thấy đi ngủ đây thấy liền liền liền. Ồ, vậy là chú Tư thấy thấy dáng người đốt đèn dầu đi liền liền luôn. Ừ. Lúc đó là nó tầm cỡ khoảng mấy giờ thưa chú Tư? Cỡ khoảng bảy giờ mấy, tám giờ, bảy giờ tám giờ chắc đó. Đó đâu có điện thoại điện bộng gì lúc đó, nở núi này đâu có điện thoại lúc đó. Và lúc bảy tám giờ đó là chú Tư có xách đèn đi không hay là đi thầm luôn chú Tư? Mình cầm cái đèn theo. Dạ. Mà mình không có vợ coi ai. Dạ. Đi xuống đó đi mà dắt đó mình vô mình lấy đèn ra, mình chưa có dậu đi thử coi khoan trộm gì không, dậu làm chi, để hai lần biết rồi thôi vô nhát không biết rồi. Mà kể ra cũng lạ ha chú Tư ha, chú Tư thì đã thấy nhiều lần rồi nhưng mà không vô nhát chú Tư mà chỉ nhát nhát ông đó. Dạ. Nhát ông đó không à. Dạ. Chứ đây cũng thấy mình thấy bình thường, chắc mình chỉ thấy dáng đi thấp thoáng thôi chứ đâu có biết nam hay nữ đâu hả chú Tư? Thấy cái đèn không. Dạ. Mà mình không thấy người nữa. Kiểu người ta mặc ma, thấy đèn thôi chứ có thấy người đâu. Chắc đêm đó người chú bên trời phía sau chú á, chắc cái trời bên đó chắc bị nhát dữ lắm nên nó... Ừ, nhát không. Dạ. Về luôn. Bỏ đi bữa luôn, đâu. Không dám lại ngủ luôn mà. Không ngủ luôn. Dạ. Thì sau này có ông lên đặt đường đó, với hai người mới dám ngủ. Hai người mới dám ngủ hả chú? Ừ, trời ông. Trời ơi, đi lâu lát. Trước cũng ở trên này ngủ. Thế ngày trước này, chú Tư ngủ trong trời như thế này á, chú Tư ban đêm có nghe tiếng nói chuyện hú hí đâu không chú Tư? Không đâu, có kỳ bị chim. Dạ. Xù xì, mình đi qua coi. Mình dắt 9-10 giờ rồi, ai đâu mà chuyện xù xì. Cũng tò mò chuyện, hả chú Tư? Tò mò mình về. Cứ xách đèn ra mình đi. Dẫu sao mình cũng là thợ săn mà, không lẽ thú gì mà mình không biết, mình sợ hay sao? Qua tìm liền đúng không chú Tư? Qua tìm coi ai nói chuyện ở đó hay gì, hay là cái gì mà nhát, ma nhát ai không biết. Kích thích mình đúng không? Ừ, đi qua thử thì gặp chim. Dạ. Chú Tư cho con hỏi á, khi mà chú Tư ngủ trong chòi như thế này á, có bao giờ chú Tư bị kéo tay, kéo chân hay là bị đè không thưa chú Tư? Không đâu. Chòi này có chòi trên á, bị đè đó. Cái chòi lặn ở trên ba cái hố lốc đó. Ồ, vậy là trước kia chú Tư từng có một cái chòi trên này trên đó, đó. Ừ. Trên đó có ba cây thốt nốt nữa hả chú Tư? Ừ, ba cây thốt nốt á, mình bị đè trên đó đó. Mình xuống này nó hết rồi. Đè lần đó vô nó cũng giữ lục cơm ăn. Mèn đét ơi. Rồi vậy buồn gà sách quéo chém nó vượt. Chàng ơi, chú Tư thấy vô, thấy vô trời luôn, thấy đi đàng hoàng luôn. Dạ. Mình đang vừa có thiểu tính ngủ, thấy đứng trước cái trời mình gạnh hai người, hai người luôn hả chú Tư? Một người đàn ông cục giò với người đàn bà nấu cơm ăn là lần nào cũng bị thiêu biết. Ý là chú Tư nấu cơm ăn để lại cái để thiêu. Lại đó. Ừ, để lại là thiêu, để lại là thiêu là chú Tư biết rồi đúng không thưa chú biết Tư? Rồi mèn đét vô không? Vô chắc nó cũng cả 8 giờ vô ngủ rồi, dũng trên núi mà nằm không đi đâu thì vô ngủ, nằm mới cái thiểu nó vô tới. Nó tới lần trước thì vuột, lần sau vuột mà chém nó sáng ra thấy chém cây đủ đứt luôn. Trái không uổng, hết uổng cây đủ đó đó. Rồi vậy là chú Tư bị từ đó đè. Sao nó hết giống vô luôn. Dạ, bị đè xong cái mình ức chéo á, mình chế được, mình phát dao ra mình rượt luôn, xách dao rút dao vượt luôn, rút. Dạ. Béo vượt luôn là chém đứt cây đu đủ luôn hả chú Tư? Đứt cây đu đủ luôn. Ồ, mình chém không trúng người mà trúng cây đu đủ. Dạ, ha. Ừ, chém thấy vượt. Dạ. Chém thử ra không nghĩ vô đâu dám vô nữa. Chú Tư cho con hỏi á, đêm mà chú Tư ngủ á, chú Tư thấy hai người đứng ngay trước cửa là người đàn ông là bị cục cái giò. Ừ. À. Mà cả ông có cây gậy mới vô là có cây gậy luôn hả chú Tư? Thì không có cây gậy. Dạ. Mới có chắc đó vô là thiếu mình vô mình thấy mình chưa có kịp la nữa là
thấy cái gậy ông, mình thấy cái gậy chặn cổ mình, la không được, la không nổi luôn, là ba vô đè mình liền luôn hay chú ta? Ba vô đè liền. Chàng đét ơi, ta mình biết đè đó mà tới chừng sức ra được, vượt rút quéo vượt chém thấy muộn nội hết. Nhưng mà cái gương mặt của người đàn ông đó có giữ không thưa chú tư? Mình đang thấy đang thùi nó biết giữ không giữ nó biết đâu. Thùi hả chú tư? Đang thùi người dân tộc. Dạ. Chắc cũng lớn tuổi hả chú tư ha? Lớn. Dạ. Cũng già. Còn người phụ nữ thì sao thưa chú tư? Cũng trùng sồn có khoảng 50 tuổi á. Dạ. Ông bà cũng vậy. Dạ. Hai người cỡ 50. Nhưng mà người phụ nữ là không có đè mình, chỉ có người đàn ông vô bóp cổ mình thôi. Thấy người đàn ông vô chặn gậy đè cổ. Dạ. Là không nói. Còn người phụ nữ lúc đó chú Tư có quan sát thôi, họ làm gì không thưa chú Tư? Có thấy đường đâu mà quan sát, tại lúc đó mình lo ấy mà. Dạ. Dãy mà chỉ tới chừng ấy đổ mồ hôi chứ rút quéo vượt mình thấy mụ nội. Con nghĩ lúc đó chắc người phụ nữ vô lục cơm ăn hả chú Tư? Chắc vậy, vô đè mình. Dạ. Rồi từ cái hôm mà chú Tư rút cây dao, từ cái hôm mà gượt. Dạ. Chém lần một tới giờ mất tiêu luôn đó. Hết chém nhát luôn. Ừ. Dạ. Mất tiêu luôn, không vô mà trời. Thế lúc đó chú Tư có quan sát coi họ mặc quần áo màu gì không thưa chú Tư? Mặc quần đen không? Đen hả chú Tư? Ừ, mặc quần đen không? Dạ. Chắc chú Tư nhìn rõ lắm luôn ấy, chú Tư mới quan sát thấy là người đàn ông có cây gậy á. Có gậy. Dạ. Mặc mặc quần đen không? Vừa mới chặn vạn nằm ngủ xuống là đã bị rồi hả chú Tư? Cỡ 8 giờ, 8 mấy à, dắt đó, không có đi sôi, đi săn gì thôi. Dạ. Nằm ngủ. Rồi vòng vòng khu vực xung quanh đây có ai bị nhát giống như chú Tư vậy không? Đó có thằng nó vô nuôi gà bị nhát ở trên đó rồi về quê nó rồi. Cũng cặp đó luôn hả chú Tư? Ở trên chậu trên lúc trên chút. Xa hơn chút nữa. Ừ. Rồi về quê nó rồi. Chú Tư có nghe nói là bị nhát sao không chú Tư? Nó nói thấy cột lửa lớn nè, đi đỏ tươi, cỡ bằng cái chén cút ngọt mình, đi đỏ tươi, thấy đi đỏ tươi, thấy hai ba lần, nhát, giết, sợ. Bỏ về quê luôn? Bỏ, vợ chạy về quê luôn. Nàng bé coi. Nó cho nó nuôi gà đá đó rồi, dạ. Mình thấy vậy. Thôi mình về kể mà. Chú Tư cho con hỏi, ở trên chỗ ba cây thúc nốt đó, không biết có gì chảnh không mà sao nó có nhiều cái hiện tượng lạ vậy chú Tư? Ba cây thúc lốt đâu có gì đâu. Có người ta nói mình cắt chồi mà ngay cây thúc lốt cũng nguy hiểm. Ở gần cây thúc lốt ghê. Tại vì từ thổ xa xưa tới bây giờ, nhiều cô chú anh chị, ông bà lớn tuổi đó, chia sẻ là những cây thúc nốt thường xuyên xảy ra những cái chuyện tâm linh rùng rợn lắm chú Tư. Bởi vì sao quý vợ chồi xuống đây nè. Dạ. Ở gần cái lốc cũng nguy hiểm thôi, vợ chồi xuống đây luôn. Chú Tư cho con hỏi là khi mà chú Tư nhìn thấy hai người đứng ngay trước cửa mình chú Tư, lúc đó chú Tư có nhận diện ra người đó là hàng xóm hay là nơi mình, khu vực mình sinh sống không, hay là người đó đã người đó chết rồi? Chết đâu, hồi chị giặt gì. Dạ. Chị giặt miên gì đâu. Dạ. Cũng như là không ai cúng ăn hay gì đâu. Đi lục bạo ghen vô trong nhà mình đó ha. Đi lục khóa. Dạ. Với lại cái khu vực ba chúc mình ngày xưa là cũng đã từng xảy ra cái vụ thảo sát thảo sát đó. Dạ. 5/7/8/9 á. Dạ. Có thể là họ mất nhưng mà không tìm được người thân á, không có đưa linh hồn họ đó, về, không có đưa cái thi thể gì được á. Dạ. Dùng đó là chỗ này là hồi giật miên, là chỗ này là gừng không chứ có ruộng như vậy đâu. Dạ. Cái này là ruộng này là cái này cũng mới phá ra sao này cũng làm thôi chứ. Ừ. Đó là ở đây là gừng không, đây dài dài đây là gừng thôi, thôi gừng thì thôi luôn, cái này cũng mới phá ra. Dạ. Chú Tư cho con hỏi á, khi mà con đến đây á, con được quý anh chị bà con cô bác chia sẻ là ngày trước có một cây thốt nốt của một người đàn ông đã từng leo lên cây thốt nốt đó và mất á, rồi nhiều người bị nhát là sao chú Tư? Cái ông sinh á, rồi ông té cái lốt bên cây bạch đằng đó đó. Bên đâu chú Tư? Cây bạch đằng theo cái hướng tây con hai chú Tư. Ừ, cây. Dạ. Bạch đằng lúc bển á. Dạ. Thì sau này bà già bị nhát cái lốt rồi nè, có năm hai năm gì đó là bà gặp ông leo lốt, leo lên tuột xuống cục giò nhát. Là người đó leo cây thốt nốt mất tại cây thốt nốt đó. Ừ. Rồi nhát lại cây lốt khác, lốt này thì lốt cũng leo không đó. Dạ. Dạng này là ông leo không thì ông nhát.
Rồi cái cây thốt nốt mà ông ngã xuống ông mất á, ông chú nó ngã xuống mất á chú Tư, cây đó bây giờ còn không hay là người ta đốn á? À, con ông chết rồi, con ông chia đất bán cho người ta hạ bỏ. Dạ. Chắc chủ đất bên đó chắc cũng bị nhát á chú Tư. Đất gì chủ đất người ta đâu có ở đâu mà nhát. Dạ. Có cái thằng bức lá mối á. Bức lá mối sao chú Tư? Bức lá mối hồi ông chết đâu chừng 2-3 tháng đi xin nước ổng. Thấy nó thấy ông ngồi nó ông già nó buồn ngủ hay gì. Ông già nào? Nó ông già cục vò bển á, mới xin nước ông uống. Dạ chào ông chết 2-3 tháng rồi nước đâu mà xin ổng đâu mà xin. Mèn bét đó. Ổng mới gặp ổng bển này xin nước uống đây. Trời ơi ông chết 2-3 tháng rồi có đâu mà mày xin. Mà lúc đó ông cũng nhát lắm. Dạ. Lúc mới chết á. Thì quả hậu nghĩ bức lắm á, nghĩ đi đường đó luôn, không dám đi luôn. Lên mà chỗ đó bức nghe kiểu mất 2-3 tháng rồi mà còn ngồi ở trong nhà là còn ngồi ở trong cái chòi đó. Ừ, dạ. Rồi xin nước ổng nói trời ơi ổng chết 2-3 tháng rồi có nước đâu mà mày xin. Lúc đó là quýu liền đúng không thưa chú Tư? Ừ, nó quảng hồn luôn. Dạ. Là ông cùng vợ đó ông nhát đó. Dạ. Ông chết mới có mấy tháng mà ông nhát lắm. Chú Tư cho con hỏi, con được quý anh chị bà con cô bác chia sẻ là chú Tư trước đây làm nghề thợ săn đó chú Tư. Thì không biết khi mình lên rừng á, mình đi săn á là mình săn cái gì cho nó thưa chú Tư? Thì ăn tròn, bắn nghe gì bắn gà gừng, săn gà gừng đồ vậy đó. Dạ. Trên núi nè. Dạ. Đi đêm có đêm thì được con hai con. Đêm thì không có gì cũng khi không có. Mình đi ngay luồng thì có, còn không ngay luồng thì thôi. Có đêm thì 2-3 con không chừng gà gừng tròn. Chú Tư đi săn đêm không hả chú Tư? Hử? Chú Tư đi săn đêm không à hả? Săn đêm không à? Dạ. Không có đi ban ngày có gì đâu mà săn. Thế đi ban đêm đi một mình như vậy nó nguy hiểm sao chú Tư? Có ở đâu nguy hiểm, đi có đèn mà sợ gì. Đèn chứ mình đi lên trên rừng trên núi thì biết có gì chả đâu chú Tư. Tại vì con nghe quý cô chú anh chị chia sẻ là vùng Thất Sơn Bảy Núi của mình á là còn những loài thú lớn luôn á chú Tư. Đã có rất nhiều quý cô chú anh chị đã từng nhìn thấy những cái thú hoang cỡ lớn rồi đó chú Tư. Thì bên cái vồ đó đó có con rắn bự. Rắn bự hả chú Tư? Rắn bự đó, vồ đó mấy người ta gặp đó. Ở bên cái cánh bên này hả chú Tư? Ừ, ngay chân cái cây cao cao đó. Dạ, dạ. Ngay cái hướng tay con đúng không chú Tư? Ừ, cái vồ dạ. Ba cô đó. Dạ. Cái vồ ba cô kêu ba cô gái đó. Ồ, vồ này là kêu vồ ba cô gái ha. Ừ, vồ dạ. Ba cô. Rồi người ta gặp người ta xỉu luôn. Gặp rắn mà xỉu luôn hả chú Tư? Ừ. Bằng cái coi. Bằng cái khạp cho bò vậy. Ồ, bằng cái khạp mình đựng gạo hả chú Tư? Ừ. Khiếp vậy chú Tư? Ở vợ đó. Dạ. Ông xỉu chiều tối không có gì. Chàng ơi. Tỏ. Rồi ông chủ đất cho nó cũng gặp rồi, ông bán đất rồi. Ông nghỉ lên luôn. Chàng ơi chàng. Rắn nó bự. Người mà gặp rắn đó là xỉu tại chỗ luôn hả chú Tư? Xỉu. Gặp nằm ngang đường đó, rồi cánh cỏ xuống gặp rồi xỉu luôn. Chàng ơi. Rắn mà to bằng cái khạp mình đựng gạo là rắn nó thuộc diện là rắn khổng lồ rồi đó chú Tư. À biết khủng, cái nó mình người thì nói khủng, có người thì nói cũng bình thường thôi. Mèn bét coi, rắn mà to bằng cái khạp mà nói. Nó bình thường là con nghe là con ớn lạnh rồi đó. Có người gặp cũng bình thường. Dạ. Ồ vậy là cánh bên đó là đã có nhiều cô chú anh chị gặp rắn lớn đó rồi hả chú Tư? Có, dạ. Nhiều người gặp. Cái trên chân chỗ cây cao cao á. Dạ. Người dân tộc gặp. Dạ. Thế chú Tư đi săn như vậy thì có bao giờ chú Tư gặp rắn lớn chưa thưa chú Tư? Chưa. Đi nào cũng không thấy. Dạ. Mà cũng nhiều người thấy trên đó mà mình đi hoài cũng dạ. Không thấy gì đâu. Thế tại mình hồi mình đi mình cũng giái đừng cho gặp ba thứ đó là được rồi. Dạ. Chú bự làm gì. Thế rắn mà chú Tư gặp to nhất là nó bự cỡ nào chú Tư? Bằng bắt đầu nha. Đi bắt ong nó thấy đó. Ở bên ô xịn gắn mai vàng. Cái gì chú Tư? Gắn hú mai vàng lớn. Rắn bằng bắp đùi của chú Tư mà chú Tư là rắn nhỏ hả chú Tư? Ừ. Cũng bình thường, ngồi gặn bên luôn, bò ngang đó. Chàng ơi. Ở đâu đây là cái dừa mà ngồi trên cục đá nó bò dưới. Khoảng cách
cây dừa này tới chú Tư á hả? Ờ. Lúc bò... chú Tư làm gì chú Tư? Đang đi bắt ong, người ngồi nghỉ, ngồi trên cục đá rồi dòm xuống, người ta thấy nó bò. Chèn lấy chèn. Bò lại rai, 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 mình... trên dòm xuống mình thấy. Trời, thấy thấy cũng bình thường thôi. To bằng bắp đùi mà chú Tư nói nhỏ rồi. Vậy là ở đây còn nhiều loài rắn khủng nữa rồi. Ừ. Rắn chú Tư gặp hôm đó là rắn gì chú Tư nhớ không chú Tư? Hổ mây vàng. Hổ mây vàng hả chú Tư? Ừ. Nó màu vàng hả chú Tư? Màu vàng. Dạ. Cánh cánh nâu xịn đó, hổ mây vàng nhiều. Dạ. Dài dữ không chú Tư? Dài. Cỡ mười mấy 20 mét. Nhiều chú Tư? Mười mấy mét 20 mét gì vậy? Dài sọc. Dài thôi. Rắn dài mười mấy 20 mét mà to bằng cỡ bắp đùi của chú Tư. Chú Tư cũng to con này, mà chú Tư còn nói rắn đó là rắn nhỏ. Con không biết rắn bự của chú Tư là bự cỡ nào luôn ấy. Rắn mình đi gần gặp cũng bình thường, mình đừng có làm động người ta được rồi. Làm động người ta tới xây lên đâu cắn mình, ta vượt mình, còn mình cứ bình thường. Đâu có ai mà ấy. Dạ. Con nào mình làm động thì vượt mình thôi, chứ mình không làm động thì là người ta cũng tự nhiên đường của người ta đi mình phá anh chị. Chỗ người ta đó chứ. Chỗ chú Tư nhìn thấy rắn to bằng bắp đùi bò ngang qua chỗ chú Tư á, lúc đó ông mày có quay lại nhìn chú Tư không? Không. Hay là ổng đi luôn? Đi luôn. Dạ. Mình ngồi ở trên, ngồi im ghe thì người ta bò cứ người ta đi chứ mình làm gì giờ. Lúc đó chú Tư quý một chú Tư. Con quý rồi đi bắt ong, quý rồi đâu dám đi bắt ong đâu, cũng đi bình thường. Dạ. Cánh nó cũng đi bắt hoài vậy. Mèn đét thôi. Thấy thì thấy. Chú Tư đóng thử cái cân nặng của ông May mà chú Tư đã từng nhìn thấy nặng cỡ khoảng nhiêu ký chú Tư? Đó chắc cỡ 30 ký. 30 ký hả chú Tư? Ừ. Nói về mà rắn hôm nay mà nặng 30 ký thì có nha. Tại vì... cũng con cũng đã từng xem một vài clip ở trên mạng á, rắn 30 kg là có. Có 30 kg, ba mấy ký đó. Dạ. Nếu mà rắn ba mấy ký cả mình nuốt được mình không thưa chú Tư? Phải ru. Khỏe ru luôn hả chú Tư? Ừ, nuốt mình là phải ru. Dạ. Ba mấy ký nuốt mình phải ru. Tại người mình vậy cho như con bò, bò ngá mà phải ăn cũng tốt chứ. Dạ. Ba mấy ký. Dạ. Tại vì nó có độ siết, nó siết kỳ xương, sóc nó gãy hết trơn thì nó có độ giãn mà. Dạ. Với cái quai hàm giãn ra được cái chút. Nó được độ giãn ra, dạ. Nó nuốt được hết trơn. Ồ, rắn của chú Tư gặp to một bắp đùi là có khoảng ba mấy ký, còn rắn mà người chú gặp xỉu, rắn nó chắc nặng dữ á. Chắc nó còn mấy trăm. Mấy trăm ký hả chú Tư? Ừ. Mèn đét thôi. Cấp 10 lần ấy. Chắc chiều dài cũng dài dữ ha chú Tư ha. Người ta gặp khúc giữa gì đâu đó. Dạ. Thì gánh gặp... xuống, gánh xuống gặp xỉu luôn. Dạ. Gặp được có đoạn giữa không hả chú Tư? Đoạn giữa đó. Nhưng mà chú Tư ước tính thử rồi chiều dài của ông May mà to bằng cái khạp mình đựng gạo đựng lúa thì chú Tư đoán thử coi chiều dài có khoảng bao nhiêu chú Tư? Chắc cỡ 30-40 thước á. Mèn đét ơi. Vậy là nặng đâu đó chắc cũng tính tới hàng trăm á. Thì mà mấy trăm ký. Dạ. Nếu mà tính ra ông May mà nặng mấy trăm ký như vậy, cả mình ăn giống như là điểm tâm sáng, sữa răng vậy, đâu đủ no đâu ha chú Tư ha. Dễ gì no không? Dạ. Mà mấy ông đó chắc mà tu hết rồi chứ, mấy ông mà chịu ấy, ai mà làm lại. Dạ. Tu hết rồi. Chứ nếu mà mấy ông chịu ăn là chắc cả mình chắc phải ăn lần mấy người ấy, hoặc là bò phải lần mấy con ấy. Mấy con. Dạ. Mới no. Con nghĩ là chắc mấy ông mày khổng lồ là chắc tu hết rồi ha chú Tư. Tu hết rồi, dễ gì ấy. Chứ còn có người ta chung hang, người ta tu chỗ nào có nước, người ta uống nước, người ta tu chứ. Yeah. Để cho mình thấy chắc chết á, thấy hoài đâu. Cũng như lâu lâu người ta lên tôi phơi sương, đồ phơi nắng, đồ một lần. Yeah. Chú Tư cho con hỏi á, mấy lần mà chú Tư đi săn trên núi á, thì chú Tư có gặp những cái loài thú lớn như là khỉ chúa rồi không thưa chú Tư? Bằng ngày này, đi cạnh nô sình khỉ bầy luôn, khỉ chúa cũng có thấy luôn. To dữ không chú Tư? Vài chục ký. Cỡ khỉ đây không có thấy cái bự, cỡ 30-40 ký trở lại, 30 ký, 30-40 ký trở lại. Dạ. Tại vì mà thấy khỉ bạch. Đỡ khỉ bạch hả chú Tư? Ừ, thấy khỉ trắng. Dạ. Ở nô sình
Làm sao mình phân biệt đó là khỉ chúa và khỉ thường thưa chú Tư? Thấy con nó bự nhất á. Dạ. Tại đi thấy nguyên bầy thấy con đó bự đầu nhất. Đàn đúng không thưa chú Tư? Đầu đàn. Còn khỉ bạch là chung với bầy đó luôn hay sao chú Tư? Chung bầy đó, thấy đã cỡ 3-4 năm nay. Dạ. Chắc khỉ đó già dữ rồi đó chú Tư, nó trắng vậy. Không có, tại khi bạch, khi trắng chứ nó ồ, đâu có... Đó là giống lòi, giống lòi. Giống lòi, cũng như nó gì, nó lai tạo gì đâu. Dạ. Bên đường Âu Vàng đi lên cái đường hang Lò Hãng đó, chỗ đó, thấy chỗ đó, đó nguyên bầy. Thấy những con khỉ trắng, đâu mà có khỉ trắng, hồi nào mới thấy. Con nghe quý cô chú anh chị chia sẻ là khỉ chúa nó dữ lắm phun chú Tư. Nó nói là gặp mình là xách đá chọi mình luôn đấy. Ở đây đâu giống chọi, gặp mình chạy thấy muộn nội. Dạ. Tại vì nó đi xuống nó nhổ mì của người ta, chó vượt thấy muộn nội, gặp mình giết sợ luôn. Dạ. Rồi chú đi săn trên rừng như vậy thì chú có bao giờ gặp heo rừng được không thưa chú Tư? Không, đâu, núi này đâu còn đâu. Dạ. Núi này không thấy. Có thấy mang với tròn đồ bậy bạ không chứ. Dạ. Không có thấy heo rừng hết rồi hả chú Tư? Heo rừng núi này hết rồi, có núi cấm còn. Núi cấm còn hả chú Tư? Núi cấm còn nhiều. Sao chú Tư biết bên núi cấm còn heo rừng chú Tư? Tại vì có đi qua bển hết mấy lần, đi mà ngày đi bắt ong á. Dạ. Thấy dấu chân nó đi. To dữ không chú Tư? Cũng cả 100 kg. Mẹ nói coi. Heo rừng mà 100 kg là to lắm á chú Tư. Ừ. Cả đó là hung lắm á. Thấy dấu chân bự bự vậy nè, đi. Chàng ơi chàng. Ồ vậy là cánh bên núi cấm là còn thú lớn hả chú Tư? Ừ, núi cấm với bên vỗ đó bạc á, vỗ bạc thì đi gặp con heo mẹ. Heo mẹ hả chú Tư? Con heo mẹ dẫn nguyên bầy con đâu 8-9 con mà cầm giò vậy này. Dữ không chú Tư? Hung không? Hung lắm á. Hung hả chú Tư? Mình thấy thôi, mình không dám lại gần. Dạ. Theo heo mẹ mà đang giữ con là chắc hung dữ á. Hung. Dạ. Đánh chết á. Lúc đó chú Tư nhìn thấy heo mẹ là chú Tư lẻn lẻn né dạ, lên, chú Tư. Tránh chỗ khác liền. Dạ. Đó làm gì? Chú Tư đón thử heo mẹ nặng được nhiêu ký chú Tư? Heo đó chắc cỡ 50-60 kg. 50-60? 50-60. Vậy là còn nhỏ hả chú Tư? Nhỏ, heo còn nhỏ 50-60 kg. Rồi đi rừng như thế này chú Tư có bao giờ gặp kiểu như là hổ hay là hùm đâu không chú Tư? Không, núi này không còn đâu. Dạ. Không thấy. Nào giờ không thấy có chùa mình, chùa An Lập đó cúng tại Long Hổ vậy đó. Thấy ông về đó người ta đi nền xi măng mà ông thọ ông vợ ông chắc bị lớn đi thụng xuống nhiều thụng xuống coi ông bố vô tượng thụng tường luôn đó. Cái dấu bằng chân là to bằng cái bàn tay của chú Tư xòe ra luôn vậy chú Tư. Vậy chàng ơi chàng, rồi đi thụng luôn, đi thụng tường luôn, thụng đất luôn hả chú Tư? Tường á, xi măng ta chán nền nhà tường á, đi thụng luôn, đất nè mà không thấy vô thụng mà lên tường nó thụng luôn, bể luôn. Chàng ơi chàng, tường bằng xi măng mà thụng xuống luôn hả chú Tư? Thụng luôn, bấu vô ơi. Đó cái móng chân lớn, bấu vô, bể vô đó vậy. Rồi trên tường cũng thụng vô luôn hả chú Tư? Thụng bể luôn. Ông đi trên tường luôn hả chú Tư? Có ông Hoàu, ông lại cái chỗ cúng ổng đó. Dạ. Thế thụng cái dấu thụng ở trên tường sâu không chú Tư? Có nhiều à. Dạ. Thụng tường luôn, thụng xi măng luôn. Còn kia xi măng thụng xuống nhiều. Thụng xuống. Nửa tấc luôn hả chú Tư? Ừ. Thụng xuống thôi. Có nhiều. Bể chỗ đó bể cho không đi. Dạ. Thụng bể chỗ đó đi. Bể gạch luôn hả chú Tư? Bể xi măng đó. Ồ. Mình thấy gì đấy. Cái khu vực đó là người ta đổ đan đúng không thưa chú Tư? Thụng xuống đúng không? Thì người ta tráng nền xi măng đó. Dạ dạ. Rồi ông thì mấy năm đó cũng tạo lập bạch hổ đó ông gì. Dạ. Giống như là người ta nói nghe, hổ thằng cọp thằng. Dạ. Theo như lời chú Tư chia sẻ mà xi măng mà thụng xuống rồi tường mà thụng vô là chắc ông hổ to dữ hay chú Tư ha? Cái đó mình không thấy, chắc bự à. Dạ. Lớn này. Dấu chân mà bằng chân bàn tay xè ra kiểu đó là chắc ông hổ khủng luôn ấy. Tại vì có ai đâu thấy đâu, thấy xe cúng rồi sáng ra người ta thấy. Dạ. Nói chắc đêm đó ổng về hả chú Tư ha? Ổng về. Dạ. Thụng mèn đét thôi. Lúc đó mình thấy cái chắc mình xỉu ngang luôn với chú Tư. Có ai đâu mà xỉu à, tại ổng về cúng ổng không về thôi chứ ổng cũng tu. Dạ.
Vậy là khu vực núi cánh bên này là còn hổ hả chú Tư? Còn. Ai nó hết hết chứ cũng còn mà người ta đâu cho mình thấy, mà mình cũng đâu có thấy người ta được đâu. Sợ ông hổ với ông mây to cỡ vậy là chắc chỉ có thể là đi tu rồi chứ nếu mà... Mấy ông có tu hết rồi. Dạ. Chứ nếu mà ăn thịt thịt thú rừng đâu mà chịu mấy, mấy con bự là bây giờ có chủ hết trơn à, thấy gì có người phước mặt mày ta giữ hết trơn. Dạ. Người con nào cũng mấy con bự là có ông bà phước mặt mày giữ hết trơn. Dạ. Thế mà đêm hôm đó có ai nghe tiếng gầm của ông hổ đồ không thưa chú ta? Không. Dễ gì. Ở đây đâu có ai nghe đâu. Đâu có núi này, đâu có ấy. Ở đây có mang tác rồi gầu sống đêm. Con tác là con gì con chưa hiểu chú Tư. Mang nó tác nó ỉa không con... ra hay gì đó. Dạ dạ. Ờ mấy thằng đó cũng bắt nó ăn hoài. Chú Tư bắt được luôn hả chú Tư? Bắt ăn hoài luôn. Sao bắt được chú Tư? Gà bẫy. Ồ. Mình không có săn được mình gà bẫy. To dữ không chú Tư, nặng 100 kg không chú Tư? Không đâu, nó chừng 30-40 kg. Còn nhỏ hay là sao chú ta? Bự, bự 30 kg hết đó. Cái form, cái form to nhất là trong khoảng 30 kg thôi. Ừ. Dạ. Mấy con nào già có sừng á thì có 30-40 kg. Cái chú Tư cho con hỏi, có bao giờ chú Tư đi săn đêm rồi ngủ ở trên rừng luôn không chú Tư? Không, có đi bắt ong thì có ngủ trên núi. Ồ. Cũng như mà đi ngày... Ngày về thì lên cái chân xa quá xa thì đi ngủ lại. Dạ. Qua ngày sau cái gì? Vậy là hai ngày gì? Những hôm mình đi xa là mình ngủ lại trên núi luôn. Ừ, đem đồ theo. Dạ. Ngày hai ngày mình về. Vùng mình ở đây thì ông là ông rừng hay là ông rùi thưa chú tôi? Ông rừng, ông trên núi trển á. Dạ. Tại vì khu vực ở trên nhà con ở Sài Gòn đó là có ông rùi nữa nha chú Tư. Ông rùi, ông ổ nhỏ nhỏ vậy. Dạ dạ dạ. Cái ông đó mới quý á chú Tư, ông đó quý lắm á. Cái đó kêu ông ở đây cũng có nhóc. Dạ. Mà nó không có ở trên núi, nó ở theo mấy lùm. Dạ đúng rồi, ở mấy lùm cây nhỏ nhỏ không à. Ừ. Ổ nhỏ nhưng mà mật, mật đó mới quý á, mật đó mới ngon á. Một ổ chừng nửa xị, xị. Dạ đúng rồi, bắt nhiều ổ nó mới được 1 lít mật. Ừ. Còn chú Tư là đi săn ông rừng. Bắt ông rừng, ông này cũng bắt nữa. Dạ. Hết. Tại ông này ít mặt bắt nhiều ổ, còn ông rừng đi trên núi phải ổ 3-4 lít, 4-5 lít. Chú Tư hành nghề bắt ông này được bao nhiêu năm rồi chú Tư? Cũng 20 mấy năm rồi. Dạ. Có bao giờ mình đi lên rừng mình đi săn một ngày như vậy mình kiếm được 100-200 lít đâu không chú Tư? Không đâu. Nhờ trước rồi đi hên hên ngày thì được 9-10 lít cũng có. 10 mấy lít. 9-10 lít là nhiều hả chú Tư? 9-10 lít là nhiều rồi. Mang có đâu có gì đâu mà đựng. Mà đầy xô mình về. Dạ. Bắt đầy xô gì à? Chắc ngày trước nhiều hả chú Tư ha? Trước không ai bắt, hết ai bắt. Dạ. Bây giờ nhiều người bắt hả chú Tư? Giờ nhiều người bắt quá cũng dạ. Biến lội. Thế một mùa như vậy thì mình kiếm được tầm bao nhiêu lít mực thôi chú Tư? Trước thì bắt vụ cái trăm mấy lít. Bây giờ bắt vài chục lít là nghỉ rồi. Đi bằng chuyện khác. Giờ nhiều người bắt quá đúng không chú Tư? Nhiều người bắt mà làm cái nghề đó cũng thấy chua chát buông, quá hả? Buông ra là còn cầm còn leo bắt thì có tiền mà tới buông ra rồi cũng hết tiền. Yeah. Chi phí đi lại hay sao chú Tư? Nghề đó nhất thằng Lâm trong Hà Bá đó. Bây giờ ít làm lại. Yeah. Cũng làm mà ít. Đi săn này cũng vậy. Thế mỗi lần chú Tư đi săn đêm á, mình đi kiếm gà rừng là về mình ăn mình bán chú Tư? Ăn không, bắn, bắn gì ăn, bắn chết thì gì ăn. Dạ. Bán, ăn không. Thế những lần mà đi săn đêm như vậy chú Tư không sợ gặp ông mây hả chú Tư? Dễ gì. Đêm đâu, ổng đâu có đi đâu, mà sợ. Có ban ngày. Chú Tư biết sao không? Con được biết cô chú anh chị chia sẻ là vùng Thất Sơn Bảy Núi của mình á, nổi tiếng là chằm quạp nè, hổ bướm nè, mình đi ban đêm như vậy là kinh lắm mấy chú Tư. Cái loài rắn đó là nó tẹp với màu lá cây, nó ngụy trang, nó chủ yếu là phòng thủ thôi, nó không có di chuyển, nó chỉ nằm một chỗ. Nó nằm một chỗ. Dạ. Mà nó mình đi mình dội nó cũng dễ, tại vì mắt nó sáng hơn mắt nhái, dội sơ ngang là nó chiếu rồi. Dạ. Còn mắt nhái mà nó tối hơn nó dội ngang là nó chiếu rồi.
gắn là mắt nó sáng hơn cái con nhái. Đi rừng mà gặp những cái loại đó quải luôn hả chú Tư? Đập bỏ hết. Đập luôn hả chú Tư? Đập bỏ. Mấy con có độc có để cắn nó chết sao? Ở đây cũng đập liền liền vậy. Vòng vòng miếng này cũng đập la gai hoài. Tầm quạp với hổ bóm. Lâu lâu đập con hai con. Miếng bắp dưới đó bữa hổm đập 4-5 con được. Mè bé thôi. Giò cái, bê lớn, đập vòng con trứng đóng. Lớn trứng không. Vòng vòng đó không, đó không là 4-5 con đập hết. Trứng nhiều như vậy thảo nào sát sát nhau mà có tới 4-5 con luôn mà. Vòng vòng nó 4-5 con giò cái nhưng có con mới lớn trứng không, đập trứng không. Yeah. Thế chú Tư cho con hỏi là khi mà chú Tư đi rừng có bao giờ gặp trăn khổng lồ rồi không chú Tư? Không đâu, mới bắt bữa đó có 2-3 năm trước, 3 năm trước bên vồ bên đó đó. Con nó cũng cỡ 20 kg á. 20 kg. Ừ mà không có bắt. Dạ. Thả luôn hả chú Tư? Thả, nhỏ nhỏ bắt ăn. Mới bắt chừng 10 bữa nay nè, ở bên đây nè. Dạ. Con 60 kg bắt ăn. Rồi ở trên rừng như vậy có con nưa rồi không chú Tư? Có, ở đây còn. Dạ. Nưa còn. Lớn dữ không chú Tư? Có con cũng bự á. Giờ núi này về bên ấy đó là con chắc vài chục ký cũng có nữa đó. Nưa hả chú Tư? Ừ. Con vài chục ký. 20-30, 40 cũng có. Mèn đét thôi. Ừ. Chứ trôi xuống cái ô bên ô đá, trôi xuống đường ô đá đó là đi xuống ăn ăn dịch của người ta đó là con 10-mấy ký không. Chèn ơi chèn. Người ta bắt người ta ăn. Con nghe quý cô chú anh chị chia sẻ là con nưa nó hung lắm không chú Tư? Ừ, nó dữ. Màu xanh xanh. Cắn dữ hả chú Tư? Thấy lần nó nuôi cũng có thấy cắn gì đâu. Nó cắn cũng đâu có độc đâu. Nhưng mà con nghe cô chú anh chị nói là nó hung lắm, nó cắn là táp phập 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 liên hoàn luôn á. Cái loại đó nó vậy. Dạ. Chín lỗ mũi mà. Thế chú Tư xưa giờ có bao giờ bắt được nưa nào chưa chú Tư? Nuôi không? Nuôi hả chú Tư? Ừ. Chèn bé coi. Đó hết nuôi. Con nuôi sao nuôi con gì mà nó đó người ta nuôi chú. nuôi chăn đó. Dạ. Bữa hổm ở sau nhà đó. Dạ. Cũng hai nưa lớn mà không có bắt. Tính bắt ai vàng mà thôi. Nhà cúng mà không bắt. Không cúng mà bắt à. Dạ. Thấy nhà mình cúng thôi. Không bắt. Rồi mình đi trên rừng á, mình đi săn đêm như vậy chú Tư, mình có bao giờ gặp những cái hiện tượng lạ gì không chú Tư? Hiện tượng lạ thì gặp con lằn một à. Thế lúc đó mình gặp gì chú Tư? Gặp ở trên trời á. Bay cục bị lớn nè. Chàng ơi chàng. Bay sáng một cái hơn đèn điện luôn. Lúc đó là giữa đêm luôn hả chú Tư? Dắt cũng cỡ 11-12 giờ, cỡ 12 giờ, 12 giờ. Mình không biết cái đó gì, mình không dám nói luôn. Mà thấy nguyên cục sáng to lắm chú Tư. Lớn ha. Bài sáng trắng, mình nhìn cái lá cây cái gì sáng của bằng gực gỡ luôn, là cục lớn bài sáng trắng luôn. Là có lần một. Bay gần chú Tư không hay là bay xa chú Tư? Cỡ bay qua cây thúc lốt đó à. Tầm chỗ mình ngồi qua cây thúc nốt bên này ha. Ờ, cái chắc cũng 100 mét thôi chú Tư. Chắc cỡ đó chứ lại. Dạ. Sáng một cái thì thôi luôn, tôi ra sáng. Anh sáng trắng thôi chú Tư. Sáng trắng luôn. Sáng mình nhìn cây mình nhìn xa luôn đó. Cũng dạ. Sáng còn hơn cũng như ban ngày vậy đó. Nhưng mà chiếu qua cái là mất hay là di chuyển luôn chú Tư? Sáng xuống đất mất tiêu. Dạ. Thì đi cái tét sáng giới vậy đó. Cái đó mình không biết cái đó kêu bằng cái gì. Thế lúc đó chú Tư có chạy lại xem coi là gì không chú Tư? Thấy xa lắm, thấy gì chứ. Dạ. Mình thấy sẹt đi mà mình đâu biết sắn xuống, biết sắn cái đùng đó mà xa lắm. Dạ. Mà sáng dữ lắm. Mà cái hiện tượng đó trước giờ chú Tư chưa từng gặp luôn? Chưa từng gặp. Mình cũng không biết là gì luôn chú Tư? Mình cũng không dám nói nữa. Dạ. Rồi mình sợ cái kiểu mà người ta nói bà đi hay là gì. Dạ. Đi. Mình thấy vậy thôi. Dạ. Trên vỏ đó bạc đó, đi đợt đó, thấy sắn dớ vậy. Rồi đi ban đêm như vậy có bao giờ nghe tiếng người nói chuyện hú hí sau lưng mình không chú Tư? Không.
Tại vì con thấy nhiều cô chú anh chị đi săn đêm á, chuyên gia là bị giống như là bị thổi đèn nè, rồi giống như là có tiếng người đi sau cạch 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 hay là nói chuyện hú hí từ xa rồi chứ. Có đâu, cái đó mà tại mình sợ cái tâm mình nhát mình thôi chứ đi bình thường. Dạ. Người nào sợ thì cái tâm mình nhát mình chứ. Dạ. Tại chỗ nào mà nhát rồi đi hết trơn. Chú Tư là không có sợ, càng hết. Càng hết. Dạ. Ai nó nhát đi, đi đi à. Chú Tư cho con hỏi cánh rừng phía sau lưng mình đó chú Tư. Cánh rừng này bây giờ còn hang lớn, hang ông hổ, hang ông mây gì không chứ tôi có hang không? Không, cái này rất liền, không có thấy hang. Dạ. Có vợ bà cô đó, có cái hang đó, cái hang nó sâu đó. Sâu dữ không chú Tư? Ừ, sâu đó, vợ đó, đó là có hang sâu đó. Chú còn Tư cái có... này đâu có hang nào sâu đâu, không có hang. Chú Tư có bao giờ đi vô cái hang đó chưa chú Tư? Có, lại miệng hang nó ngồi nghỉ hút thuốc đồ. Chàng ơi, chú Tư lựa tàn điểm độc độc ngồi nghỉ không chú Tư? Mấy cái chỗ đá nó gì đó, cái hang. Dạ. Hang thì nó trời nắng á. Dạ. Nó mình vô nó ngồi nó mát, cái hơi đá nó ra nó mát. Thế ngồi trước cửa miệng hang có nghe mùi tanh tanh nào không chú Tư? Dễ gì nghe đâu. Dạ. Có cái hang cho nó lại ngồi nghe chăng, mấy cái miệng hang nó mát lắm. Dạ. Lỡ ngồi nghỉ miệng hang ông mây hay là ông hổ đi ra cái chắc lúc đó không dễ mà ông không ra đâu. Dễ thì có. Dạ. Hồi nãy con có nghe chú Tư chia sẻ là cánh rừng bên núi Cấm ấy, còn nhiều thú lớn là bên đó nó còn nguyên sinh, còn cây lớn. Còn cây nguyên sinh nó nhiều với gừng nó nhiều. Dạ. Người ta không có phá ra mà nhiều như ở đây. Dạ. Như 10 chủ người ta phá ra có 1 chủ, 2 chủ, 3 chủ, còn nhiêu bỏ gừng không. Dạ. Còn ở đây 10 chủ phá đâu hết chín, còn có 1 chủ, 2 chủ. À, đâu có con nào mà ở. Đâu có ai bỏ gừng gì nữa đâu, như hồi trước đâu. Buổi tối ở đây mình chỉ nghe tiếng là... Bây giờ cái tiếng tạc 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 đó là con gì kêu chú Tư? Đó là kêu bằng... Chằn hiêu hả? Phải không? Mấy con này hả? Dạ. Mấy con này chằn hiêu. Dạ. Quý cô chú anh chị. Mà người ta thì kêu chằn hiêu chứ nó đúng là con nhạc sành đó. Con gì chú? Nhạc sành. Con cũng mới nghe tên này lần đầu luôn á chú. Con nhà xanh nó y gan con ương vậy đó. Dạ. Yeah. Mà nó nhỏ hơn cái ương, nó có sọc y gan cái ương đó. Nó bự nhất là bằng tay cái à. Nhảy dữ lắm, nhảy cao cỡ 2 mét á. Dạng đất ơi, nhảy 2 mét luôn. Ừ, nhảy cao cỡ 2 mét á. Quý cô chú anh chị xem nè, trời của chú Tư nè. Buổi tối không có đèn mà xung quanh tàn lan gì không nè quý cô chú anh chị. Rừng rậm không à. Ban đêm mình nghe tiếng chằn hiêu rồi ảnh ương ồ kêu không à. Rồi thỉnh thoảng chú Tư chia sẻ là có tiếng chim heo hả chú Tư? Gì mà không có chim heo mà nghe tiếng chim... Chim gì nó kêu mà giống tiếng người nói chuyện. Dù thạch gì đó. Dạ. Kêu gì như người ta nói chuyện vậy đó. Nói thật với chú Tư luôn á, buổi tối là chỉ có chú Tư mới dám ngủ đây thôi, chứ nếu mà cho tiền cũng không ai dám vô đây ngủ đâu. Thật sự. Chim nó kêu ghê lắm. Dạ. Ở đây có mấy cây thốt nốt mà chú Tư từng kể những câu chuyện tâm linh rất là rùng rợn đây quý cô chú anh chị. Phía xa xa là núi này, đó. Mà cái khu vực này ngày xưa là thuộc địa phận tỉnh Ba Chúc là đã từng người nhiều người ngủ cũng bị đè lắm. Dạ. Bị đè suốt luôn chứ gì. Khu vực này ghê lắm. Lúc nãy con vô con nghe cô chú anh chị chia sẻ là con rợn rợn người đó. Dạ cũng trễ rồi, thôi con xin phép chú Tư con về. Cảm ơn chú Tư đã dành chút thời gian quý báu để chia sẻ cho con cùng với quý cô bác anh chị những câu chuyện tâm linh khi chú Tư ngủ và sinh sống tại đây. Rồi cách chú Tư đi rừng săn bắt, rồi chú Tư gặp những cái loài thú lớn như là rắn hổ mây, rồi những câu chuyện ông hổ rất là ly kỳ. Con xin cảm ơn chú Tư rất là nhiều ạ. Con chúc chú Tư thật là nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Chú Tư thật sự là không muốn cưới vợ luôn hả chú Tư? Không. Dạ. Cưới về bất cứt lắm, không đi đâu được hết. Sao vậy chú Tư? Ừ. Chứ con thấy chú Tư ngủ đen mịn, thương chú Tư quá. Trên con thì có làm kết nối yêu đương hẹn hò rồi chứ Tư, chú Tư nghĩ sao? Mệt lắm. Mệt hả chú Tư? Mệt. Dạ. Dạ, mất công lo này lo kia. Dạ. Rồi mình muốn đi đâu đi cũng không được hết trơn, bất cứ lúc. Thôi thì con xin tôn trọng ý kiến của chú Tư. Hôm nay mình rất may mắn khi về vùng Thất Sơn Bảy Núi An Giang thì được chú Tư chia sẻ những câu chuyện tâm linh. Hiện tại thì trời cũng tối rồi quý cô chú anh chị, thì tình xin kết thúc clip tại đây. Mến chúc quý bà con cô bác anh chị khán giả thân thương trên kênh YouTube của tình có thật nhiều sức khỏe.
quý bà con cô bác anh chị yêu thương kênh, hãy ấn like cũng như đăng ký và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác anh chị. Chú Tư chào cô chú anh chị luôn chú Tư. Dạ. Yeah. Nếu mà có thời gian thì Tình sẽ đi theo chú Tư để chú Tư có thể dẫn qua chỗ hang Ba Cô hả chú Tư? Hang Ba Cô, yeah. Hang đó là giờ nghe nói chắc rắn đó ở đó quá. Rắn lớn đó, hả chú Tư? Ừ. Dạ. Yeah. Nếu mà có thời gian sắp xếp xong có thời gian thì Tình sẽ đồng hành cùng với chú Tư qua khám phá hang rắn khổng lồ cũng như là tìm hiểu về câu chuyện miếu Ba Cô và hang Ba Cô nha quý cô chú anh chị. Cũng trễ rồi thôi, Tình xin phép dừng clip tại đây.